Thưa quý vị, là chiều nay mà khi anh em chúng tôi bước vào hội trường này đó, thì có một bác cổ đến mới hỏi chúng tôi một câu hỏi. Và cái câu hỏi này đó, lúc mà chúng tôi nhận được một số câu hỏi của quý vị thì nó trùng nhau. Thì câu hỏi này dành cho Việt Khang. Câu hỏi rất là hay thưa quý vị, là bác có hỏi là ban tổ chức không bán vé, không gây quỹ, nhưng chúng tôi muốn yểm trợ cho gia đình đặc biệt di thức và các tù nhân lương tâm, thì chúng tôi yểm trợ bằng cách nào? Vâng, xin mời Việt Khang. Cảm ơn câu hỏi của anh, cảm ơn câu hỏi của một bác đã có cái nhã ý là yểm trợ cho anh Trần Quỳnh Duy Thức cũng như là những người tù nhân lương tâm. Thì Việt Khang ở đây có thể nhận giúp giùm cho bác cũng như là bất kỳ ai muốn yểm trợ cho bất kỳ ai. Thì quý vị cứ ghi tên là Trần Quỳnh Duy Thức, cái số tiền như thế nào. Còn chị Thúy Nga hay anh Lê Đình Lượng hoặc là Hoàng Phúc vân vân, thì cứ ghi rõ ràng ra, thì cái số tiền đó Việt Khang cũng cam đoan là sẽ đến đầy đủ. Bởi vì cái tiền cước Việt Khang bỏ túi để Việt Khang chịu cái tiền cước cho quý vị. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Việt Khang. Câu hỏi này cho Trần Kiều Ngọc. Là tháng 8 vừa qua, báo Công an trong nước có một bài viết đánh phá về phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền và có lời rất là không tốt về chị. Thì chị khi đọc bài báo này thì chị nghĩ sao? Dạ vâng, xin cảm ơn về câu hỏi của một trong quý đồng hương có mặt nơi đây. Dạ thưa, vào tháng 8 năm nay thì mới đây thôi thì báo Công an ở trong nước đã có một cái bài viết nói những cái điều không có tốt đẹp về phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền và đại hội sắp tới. Dạ thưa anh, thì em cũng xin mượn lời của anh Điếu Cày là bởi vì trên cái hành trình của mình nếu mà không được đánh phá thì coi như là điều đó có vấn đề. Thành thử ra là nói chung là cảm nghĩ của chúng em là rất vui mừng và hy vọng là chúng ta tiếp tục có những bài đánh phá như vậy trong tương lai. Wow. Chia sẻ thêm quý vị là tôi đọc bài báo này ngay sáng hôm đó. Tôi có message cho Kiều Ngọc một số người bạn, tôi nói họ viết nặng quá, nhưng mà họ viết sai hoàn toàn thưa quý vị. Câu hỏi này dành cho Việt Khang là anh gặp Trần Huỳnh Duy Thức trong tù vào năm nào, ở trại nào, và từ đó cho đến lúc mà nhạc phẩm Con Đường Việt Nam ra đời là bao lâu? Cảm ơn các câu hỏi của một vị có mặt nơi đây. Là kính thưa quý vị, là Việt Khang ở trước khi ở cùng cái nơi giam giữ của anh Trần Quỳnh Duy Thức, là Việt Khang ở trại trung chuyển Bố Lá. Khi Trần Quỳnh Duy, anh Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang bị giam ở cái phòng rất là nhỏ, nó ghi là giam giữ người xâm phạm an ninh quốc gia. Đó, nó ghi cái từ rất là nặng nề như vậy, xâm phạm an ninh quốc gia. Không biết quốc gia nào này, chắc quốc gia Trung Quốc quá. Thì nhạc của mình thì nó quá rõ ràng là mình chống lại cái việc cướp nước của chính quyền Bắc Kinh đối với cái quê hương của mình. Nó rõ ràng như vậy mà mình bị giam giữ, bởi vậy mới cho nên là những cái lời hát sau cái bài Con đường Việt Nam có những cái chớ treo tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Cái chớ treo đó thì nó cũng nằm ở trong những cái câu chuyện mà mình gặp phải ở trong cái quá trình. Thì khi mà Việt Khang ở cùng với lại anh Trần Vũ Anh Bình, xong cái hai anh em đang buổi sáng đang đứng phơi nắng thì thấy xa xa có một cái hình dáng gầy gò, giá chiếu, quần áo rồi đi toàn ten vô. Anh Điếu Cày, wow, anh Điếu Cày tới. Cái bắt đầu nghe anh Trần Vũ Anh Bình với Việt Khang rất là mừng, tại nhiên là có người anh của mình đã đến. Mà cái người mà lúc mà anh Điếu Cày đấu tranh ở tù thì Việt Khang với nhiều người cũng có quan tâm đến cái trường hợp của anh, và anh vô ở chung với Việt Khang
là cuối năm 2012. Và sau đó thì khoảng một tuần lễ thôi là Việt Khang bị chuyển đi lên K1 Xuân Lộc, trại giam K1 Xuân Lộc, là ở nơi đó ở cùng với lại anh Trần Quỳnh Duy Thức từ cái Tết năm đó là cho tới tháng 6, 30 tháng 6 dương lịch năm 2013 thì có bạo loạn ở trong đó là tù hình sự họ gây ra, bởi vì họ bị bất công, bị áp bức cái sức lao động của họ, cho nên là họ bạo loạn. Xong thì hồi nãy Vị Khai có nói đó, thì có anh Thức anh lên ảnh nói chuyện giùm cho người ta, giúp cho người ta để nói lên tiếng nói bất công, thì anh bị đổi đi nơi khác. Là tối hôm đó luôn, 30 tháng 6, Việt Khang ngủ rồi, giật mình dậy thì thấy anh Thức còn ngồi thao thức. Dường như anh biết được nó có một cái gì đó sắp xảy ra với mình. Thì quản giáo nó vô cầm tay anh và nó đọc lệnh và kêu chồng mình Duy Thức mà đi trong đêm như vậy, cũng không biết anh đi đâu. Sáng hôm sau gia đình anh Thức lên thì cứ ra dấu hiệu là nói anh Thức không sao cả, anh Thức bị chuyển đi nơi khác rồi, tại vì em của Việt Khang cũng lên thăm trong cái buổi sáng hôm sau đó, thì ở cùng với anh hơn nửa năm là cuối năm 2012, đầu năm 2013 cho tới 30 tháng 6 2013. Dạ. Wow. Đây là những kỷ niệm thật đẹp trong tù. Không ai muốn đi tù, nhưng mà ít nhất đây là những kỷ niệm thật là đẹp đó mọi người. Thì trả lời thêm hồi nãy bị thiếu là sau khi mà sáng tác cái bài Trả Lại Cho Dân thì Việt Khang mới thấy được cái tầm nhìn của anh Thức này phải nói rất là đặc biệt. Và cái tánh của anh rất là hay trong cái cách giải quyết vấn đề ở trong tù. Thì có anh Thức, chú Nguyễn Ngọc Cường, chú Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Trần Hoàng Giang, Việt Khang, và lúc đó có anh Quỳnh Anh Tú nữa. Anh Quỳnh Anh Tú thì anh mới ra tù được 6 tháng, anh bị chết bởi vì bị nhiễm HIV. HIV bị nhiễm bởi vì bị cầm cái chân. Để Việt Khang giải thích chút xíu, mấy cái cụm ở dưới biệt giam á, nó có những cái cụm là những cái người tù hình sự họ bị nhiễm HIV rồi, họ bị cụm, và cái cụm đó nó dính máu của người bị HIV. Và anh Quỳnh Anh Trí này, em trai của anh Quỳnh Anh Tú, đi tù mười mấy năm trời, vừa ra khỏi tù 6 tháng là anh lại chết vì cái bệnh HIV đó. Thì anh Thức nhắc lại là anh Thức anh sắp xếp cái trong mấy anh em rất là hay. Ảnh giao cho Trần Hoàng Giang với Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là lo gọt rau củ, nấu ăn, thậm chí rửa chén. Rồi thằng Việt Khang không cho mày làm gì hết, mày chỉ sáng tác cho anh thôi. Đầu tiên Việt Khang không có phụ cái lòng của anh và cái mong muốn của anh. Sáng tác như thế nào, ảnh nói Việt Khang một câu mà Việt Khang cảm thấy thương anh Thức: em sáng tác là sao mà người dân ở trong nước họ dám hát ở ngoài đường, là mình thắng. Mà thật sự Trả Lại Cho Dân là một bài hát mà Việt Khang dùng những cái ngôn ngữ rất là mộc mạc, rất là cơ bản. Những cái gì mình đòi hỏi trong cái bài Trả Lại Cho Dân là cái quyền cơ bản, quyền được nhìn, được nghe, được nói. Anh Trúc Hồ có nói: tao không hiểu sao mày biết được mấy cái chữ đó, tại vì ở bên Mỹ không thể nào mà nghĩ ra được những cái chữ như vậy, chỉ có trong tù mới nghĩ ra như vậy. Thì phải nói là như là cái tình cảm của Việt Khang dành cho anh Thức rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay cái chương trình mà Việt Khang có mặt ở đây là cái cô Trần Kiều Ngọc này cũng là một cái cô gái họ Trần rất là xinh đẹp mà Việt Khang gặp ở trên Washington DC, gặp hai vợ chồng của cái cô luật sư Trần Kiều Ngọc rủ Việt Khang để mà tham gia cái chương trình buổi tối hôm nay. Thì hôm nay Việt Khang cũng bật mí
từ nào giờ chưa có chương trình nào, chưa có cuộc phỏng vấn nào mà Việt Khang nói lên cái điều này, đó là anh Trần Quỳnh Duy Thức và Việt Khang kết nghĩa anh em. Và khi mẹ lên thăm á, mẹ lên thăm nuôi Việt Khang là coi như là thăm hết 6-7 anh em trong chổng luôn. Đồ ăn vô là đồ có đồ tươi, có đồ tươi, đồ sống. Anh Thức ảnh mới xong sáo, ảnh mới đi nấu. Ảnh mới đi nấu, anh nói cái câu mà Việt Khang cảm thấy là ảnh thương mình và ảnh coi mình như là người em thật sự, chứ không phải là chỉ là kết nghĩa chơi cho vui. Anh nói bữa nay tao phải nấu đồ của bà già đem lên, có nghĩa là mẹ của Việt Khang chính là mẹ của anh đó. Dạ. Câu hỏi kế tiếp dành cho luật sư Trần Kiều Ngọc. Tôi có xem YouTube chị có bay từ Úc qua Hồng Kông phỏng vấn lãnh tụ sinh viên Hồng Kông là Hoàng Chí Phong trong một ngày mưa gió. Tại sao chị chọn Hoàng Chí Phong mà không là nhân vật nào khác? Em không hiểu sao có thêm ba chữ thơ mộng lãng mạn trong một ngày mưa gió trong đó. Thực sự hôm đó là ngày trời rất là nóng và nắng. Dạ vâng, hôm đó thì rất gió thật nhưng mà không có mưa. Dạ thưa cô chú bác và anh chị em, thật ra cái chuyến đi đó là một cái chuyến đi tình cờ, là bởi vì Kiều Ngọc đi mục đích chính là đi tham dự một cái hội nghị ở bên Đài Loan. Và nhân tiện giờ phút chót thì Kiều Ngọc mới quyết định là sẵn trên cái cùng cái tuyến đường đi đó thì mình sẽ ghé Hồng Kông. Thì Kiều Ngọc muốn tận dụng cái thời gian đó, thành thử ra là ghé Hồng Kông để mà gặp anh bạn trẻ Hoàng Chí Phong. Thì thưa cô chú bác và anh chị em, Hoàng Chí Phong có thể nói rằng là một nhân vật biểu tượng của giới trẻ dân chủ ở trên thế giới, chứ không phải chỉ riêng Hồng Kông. Chúng ta cũng biết rằng Hồng Kông hiện giờ là họ đã biểu tình đã hơn 4 tháng trời nay, và cái hiện tượng của Hồng Kông phải nói rằng đó là một cái hiện tượng của thế kỷ, bởi vì là mình tưởng tượng là một coi như là một cái nơi, một hòn đảo mà chỉ có khoảng chừng 6-7 triệu dân mà đã có tới 2 triệu dân xuống đường, là mình biết rằng đó là một cái kỳ tích rất là đáng được ngưỡng mộ và cảm phục. Và Hoàng Chí Phong là một trong những người trẻ phải nói là rất can đảm, cậu đã dám đứng lên và dấn thân từ năm 14 tuổi. Thành thử rằng đó là một nhân vật mà theo như Kiều Ngọc nghĩ rằng nó là một cái biểu tượng, và cái sự dấn thân của cậu ấy quả là một cái điều mà em nghĩ rằng là truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam rất lớn lao. Và vì vậy em mới có một cái chuyến đi là qua sẵn tiện đi qua bên đó để gặp gỡ cậu. Câu hỏi kế tiếp dành cho luật sư Trần Kiều Ngọc. Chị có bao giờ đi vận động với các chính giới để kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm hay không? Dạ vâng, thưa cô chú bác và anh chị em, Kiều Ngọc đã có rất là nhiều lần chia sẻ trên truyền thông cũng giống như là trên YouTube. Đó là vấn đề tù nhân lương tâm Việt Nam của chúng ta, đó là một vấn đề mà bức thiết và chúng ta luôn luôn phải quan tâm. Bởi vì đó, theo thống kê cho thấy rằng đó là Việt Nam có con số tù nhân lương tâm cao nhất trên thế giới, chỉ sau Miến Điện mà thôi. Vì vậy, đối với các tù nhân lương tâm đó, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến tri ân tấm lòng của họ, là bởi vì họ đã dám đứng lên để mà hy sinh mạng sống và tự do cá nhân vì lợi ích cho đồng bào của chúng ta. Vì vậy, đó là những con người mà chúng ta không thể nào quên lãng được. Và thưa anh, trong suốt thời gian trong 3 năm qua của phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền, thì trong hoạt động của chúng em là luôn luôn là chúng em trong những lần mà gặp mặt với lại các chính giới, nhất là gần đây thì chúng em có những cái mối liên hệ làm việc với lại các chính giới ở Âu Châu và ở Đài Loan, và luôn luôn trong những cái cuộc họp mặt đó là phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền luôn đặt về vấn đề tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Cảm ơn Trần Kiều Ngọc. Câu hỏi kế tiếp dành cho Việt Khang là anh viết nhạc phẩm Con đường Việt Nam bao lâu mới chính thức trình làng? Kính thưa quý vị, Việt Khang sáng tác cái bài Con đường Việt Nam
cái thời gian sáng tác mà hoàn thành chắc cũng phải mất khoảng một tuần hoặc là 10 ngày là xong cái bài hát Con Đường Việt Nam. Là lúc đó còn ở trong tù, bởi vì cái thời điểm đó là còn ở chung với là Trần Quỳnh Đức năm 2013. Thì cho tới tháng 12 năm 2000, ngày 14 tháng 12 năm 2015, Việt Khang mãn hạn tù 4 năm. Thì về về với gia đình, với người thân thì bài hát cũng vẫn chưa cho ra. Bởi vì cái chữ anh Trần Quỳnh Dưới Thước, cái tên của ảnh nằm ở trong cái bài đó, thì nó là cái sự trở ngại cho những ca sĩ ở hải ngoại. Tại vì chỉ có anh Trung Hồ nói em ở chung với anh Thức em mới biết ảnh như thế nào, và em ngưỡng mộ ảnh, em quý mến ảnh ra sao. Còn ở bên này á, thì mấy anh em hát cái tên của ảnh cảm thấy không có tự tin, không có tự nhiên, bởi vì cũng bị gọi là dị ứng cái kiểu mà mình thần thánh quá, lãnh tụ, hay là cái kiểu mà giống như ở trong nước người ta hay làm đó. Còn Việt Khang viết cũng không phải vinh danh một cá nhân ảnh, nhưng mà bên cạnh đó là bao người vì yêu nước, hoặc là trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương, mới nhắc tới ảnh là anh Trần Quỳnh Dưới Thước cũng trót mang kiếp một tù nội đài. Có nghĩa là không, bài hát hoàn toàn là không phải là chỉ có một mình anh Thức. Nhưng mà anh Trúc Hồ anh nói thôi bây giờ tạm thời em còn ở trong nước, anh đang vận động cho em để được đi tị nạn, để mà chấp cánh những cái bài hát của em. Thì bây giờ em cứ giữ cái sự im lặng để mà cho anh ở bên này cố gắng mọi phương diện để mà đấu tranh cho em. Để mà vận động cho em để được đi tị nạn. Thì mai mốt em tự do ca hát rồi, thì em muốn hát đúng với cái lời của em sáng tác thì em hát. Còn bây giờ tạm thời là chỉnh sửa chút xíu, anh chỉnh sửa chút xíu, anh cho tất cả những anh em ở đây hát cho dễ và hát chung cho tất cả những người tù lương tâm luôn. Thì Việt Khang cũng chưa đồng ý nữa, tại vì Việt Khang viết cái bài đó bằng cái tâm huyết của mình, bằng những cái tình cảm rất là chân thành dành cho người anh của mình là anh Trần Quỳnh Dưới Thước, mà anh Trúc Hồ anh chưa có cảm nhận được điều đó. Nhưng mà Việt Khang hiểu, bởi vì những anh em bên đây hát một cái tên mà mình chưa có biết người đó là ai, chưa có thời gian tiếp xúc như thế nào thì cũng có. Nhưng cuối cùng thì anh Trúc Hồ anh cũng cho anh Thế Sơn hát cái câu cuối cùng của cái version mà anh Thế Sơn hát cái bài Con Đường Việt Nam. Thì đó là cái lúc đó Việt Khang vẫn còn ở trong nước, đó là như là ngầm năm 2016. Việt Khang nhớ là 2016 là cái bài hát Con Đường Việt Nam với cái tên tác giả là Tù Nhân Lương Tâm. Còn cái bài Trả Lại Cho Dân thì lúc vẫn còn đang ở trong chạy hình như là K2 rồi, lúc đó qua K2 xuống lòng rồi, sau khi mà anh Trần Quỳnh Dưới Thước bị đổi đi nơi khác. Dạ, thưa anh, dạ, thưa quý vị. Câu hỏi kế tiếp là dành cho luật sư Trần Kiều Ngọc. Năm tới phong trào tổ chức đại hội tại Nhật gồm diễn giả gồm những ai? Dạ vâng, em sẽ trả lời câu hỏi này thôi rất là ngắn gọn. Nhưng mà trước đó để đổi bầu khí một tí xíu, tại vì lúc nãy anh Việt Khang anh khen em xinh đẹp, thành thử ra bây giờ em cũng phải khen lại anh tí xíu. Dạ. Cô chú bác và anh chị em biết rằng là trên hành trình của Kiều Ngọc đó thì được nhiều người thương nhưng mà cũng lắm kẻ ghét. Thành thử ra đó là trước khi mà đến với chương trình này đó, thì cách đây mấy hôm thì Kiều Ngọc có đến chương trình Houston. Thì anh chị em biết rằng là việc đầu tiên đó là mới đêm đầu tiên Kiều Ngọc đến thôi là Kiều Ngọc đã hỏi nghe anh em ban tổ chức là mùa này có phải là mùa cà chua không. Anh chị em bảo mùa này không còn cà chua nữa, nhưng mà trứng thì rất rẻ, có 99 cent 12 trái thôi. Mà anh chị đó còn dọa Kiều Ngọc nữa là nhưng mà chắc là chị Kiều Ngọc đến thì không chừng trứng gà lại được nâng giá lên không chừng nha. Rồi thêm một chuyện nữa là trước khi Kiều Ngọc đến đây á, thì Kiều Ngọc có nhắn cho anh Việt Khang hỏi chứ anh Việt Khang có ai đưa đón anh từ OC xuống San Diego không? Anh bảo
chứ là anh chưa kịp trả lời thì Kiều Ngọc mới bảo chứ nếu mà không có ai đưa đón anh ấy, thì em sẵn sàng em tham gia, em hy sinh để đón anh. Thì sau đó rồi anh cũng chưa kịp trả lời, cái sau đó Kiều Ngọc hí hửng, Kiều Ngọc viết cái dấu cười smiley face. Kiều Ngọc nói chứ rất là hân hạnh được đón anh Việt Khang là bởi vì người tai tiếng được đón người nổi tiếng. Anh này hôm nay anh nghiêm quá, anh lên đây anh không có cho hai anh em cười hết trơn á. Dạ, rồi bây giờ em xin trả lời cái câu hỏi của anh. Dạ vâng, đại hội giới trẻ thế giới năm sau thì có những diễn giả nào? Thưa cô chú bác và anh chị em, chúng ta sẽ có một số các diễn giả người ngoại quốc cùng chung cái lý tưởng là chống cộng sản Trung Quốc như chúng ta. Và một trong những diễn giả mà phải nói rằng là sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam chúng ta nhiều nhất, đó là trong cái đại hội này sẽ có bạn trẻ Hoàng Chi Phong, tức là Joshua Wong, và một số hoạt động trẻ, nhà hoạt động trẻ tại Hồng Kông, Đài Loan, Tây Tạng, Hồ Mông, và Duy Ngô Nhĩ sẽ đến cùng tham dự với chúng ta song song bên cạnh. Hy vọng là trước cuối năm nay anh Việt Khang mà có thẻ xanh thì anh sẽ lại đến giới cho chúng ta một số những bài hát mới nữa. Việt Khang hứa điều này không? Ở vòng vòng nước Mỹ thì Việt Khang dám hứa, chứ còn mà đi ra khỏi nước Mỹ vừa rồi Việt Khang có đi dự cái buổi điều trần của một ông thượng nghị sĩ ở bên Canada, ở Ottawa, thì Việt Khang bị giữ lại ở phi trường, không cho vô Mỹ nữa. Nói tôi đi lần này lần thứ tư, lần thứ năm rồi, sao tại sao không cho tôi vô Mỹ? Thì nói là như là tới giờ này mà Việt Khang vẫn chưa có thẻ xanh, cho nên là không cho vô Mỹ nữa. Cái Việt Khang cũng cảm thấy nếu mà mình không về Mỹ rồi mấy bài hát sắp tới mình đang làm mà quý vị có xem ở trên YouTube á là sẽ bị gian dở. Cái cũng rất là lo lắng, nhưng mà Việt Khang tin rằng mình không lẽ tự nhiên bây giờ cái sứ mạng của mình đi qua bên này xong rồi tự nhiên mình bị kẹt ở lại Canada, nó vô lý quá. Mình tin rằng là mình sẽ được về Mỹ. Cái mà hồi nó đi đâu một vòng cái nó quay trở lại, nó hôm nay nó cho mày vô Mỹ nhưng mà với một điều kiện là mày không được ra khỏi Mỹ nữa đó. Cho nên là bây giờ là như là cũng rất là muốn tham dự cái đại hội giới trẻ. Bởi vì ngày hôm nay á, Việt Khang nhìn xuống dưới bên dưới quý ông bà cô bác cô chú bác lớn hơn Việt Khang là đa số, còn trẻ hơn Việt Khang thì lại là thiểu số. Việt Khang thấy trong cái cuộc đấu tranh nào hoặc là một cái cuộc cách mạng nào cũng cái lực lượng mà nòng cốt phải là giới trẻ, không phải là mình chê những cái lão tiền bối, bậc tiền bối, nhưng mà tiền bối thì mình yểm trợ cho giới trẻ để mà giới trẻ dấn thân, giới trẻ có những cái sáng tạo nó phù hợp và giới trẻ nó có một cái điều gì đó, cái sức sống, cái sự dấn thân rất là mạnh mẽ. Mà Việt Khang rất là mong muốn là những lần tới mà Việt Khang có được thẻ xanh, Việt Khang sẽ xin đi. Nói chung là luật sư Trần Thượng Ngọc đi đâu Việt Khang xin đi theo đó. Tức là Việt Khang khẳng định một điều rằng người nổi tiếng không sợ người tai tiếng. Không phải đâu. Tại vì Kiều Ngọc nói vậy thôi. Kiều Ngọc rất là khiêm tốn, là một cái người mà Việt Khang cảm nhận được là Trần Kiều Ngọc là một người rất là giỏi nhưng mà rất là khiêm tốn. Phải nói là cái đức tính đó là Việt Khang rất là thích cái sự khiêm tốn. Việt Khang cũng bị đánh phá thôi chứ không phải là Kiều Ngọc không. Như anh Hải Điếu Cày cũng vậy, cũng bị đánh phá thôi. Nhưng mà quý vị biết á, là Việt Khang làm những cái việc public, lên sân khấu hát những bài nhạc yêu nước, được người này người kia live stream hoặc là những cái chương trình mà Việt Khang làm, thì người ta dễ nhìn thấy cái việc làm của mình. Nếu mà có cái sự đánh phá thì nói là Việt Khang là Việt Cộng, thì ủa nó là Việt Cộng sao nó hát những bài nhạc như vậy, mà thậm chí nó ở trong tù mà nó còn lén nó sáng tác, nó đưa ra ngoài trả lại cho dân đâu. Nó khẳng định được cái lý tưởng và cái con đường của nó, thì khó mà nói Việt Khang là Việt Cộng được. Nhưng mà thí dụ như bây giờ nói anh Hải Điếu Cày, ảnh qua bên đây anh nghỉ rồi, anh nghỉ hưu rồi, anh hưởng thụ rồi, không biết làm gì đâu mà hưởng thụ cho, đúng không?
Bây giờ hỏi nếu mấy cái website anh Hải đang là quản trị những cái website được nhiều người ở trong nước, người ta vô trong đó người ta đọc, có ai biết được điều đó đâu. Thậm chí những cái bài nhạc của Việt Khang đang đăng free trên YouTube mà ở đây có người biết, có người không. Thì những cái việc làm âm thầm của những người giống như anh Hải Điếu Cày thì ai biết. Nhưng mà Việt Khang với anh Hải Điếu Cày thì cũng sẽ cố gắng mình dùng truyền thông. Sắp tới đây sẽ có cái kênh của hai anh em để mà ngồi kể chuyện ở trong tù. Những cái chuyện trong tù không phải chỉ để cười thôi hay là buồn thôi, mà là để cho nhiều người suy ngẫm, để mà chúng ta thấy được cái con đường đấu tranh nó gian nan cỡ nào. Gian nan ở đây là đối diện chúng ta là những cái luận điệu bóp méo sự thật, bịa đặt, giống như là cái luận điệu mà tờ báo gì ở trong nước mà nói về Trần Kiều Ngọc không hay ho, chứ nói về Việt Khang có hay ho bao giờ đâu, đúng không? Người ta ở trong nước, chính quyền ở trong nước Việt Nam là chính quyền độc tài, khi mà mình lên tiếng bảo vệ quê hương thì người ta nói là mình phản động đó. Thì làm sao có được cái tiếng nói tự do của mình, đó là như vậy. Câu hỏi này không của khán giả mà của anh cho Kiều Ngọc, là lần đầu tiên Ngọc đến với khán giả Senegal, Ngọc có cảm nhận gì không với khán giả, bạn bè, anh em ở Senegal? Dạ vâng, hồi sáng nay Kiều Ngọc cũng có viết một cái status ở trên Facebook, là phải nói rằng là ở Santiago không biết là tuần trước thì khí trời nóng như thế nào, nhưng mà mấy ngày qua Kiều Ngọc đến đây đó thì phải nói là thời tiết rất là tốt và rất là mát mẻ. Và anh em ở Santiago đó thì trên cả tuyệt vời, là bởi vì anh em ở đây đó, trước khi Kiều Ngọc đến đây đó thì anh em đã nói là dân đồng hương của chúng ta ở Santiago rất là hiền. Mà quả thật Kiều Ngọc đến đây anh em rất là hiền. Mà đã phải chắc là kỳ này sau khi mà Kiều Ngọc về thì thế nào cũng phải thêm 1kg, là hôm nay mà ông dài suýt nữa là mặt không vô rồi, chỉ đến đây có mấy hôm thôi. Dạ. Cô chú bác và anh chị em phải nói là Kiều Ngọc đi một số các nơi hội thảo văn nghệ về đấu tranh trên thế giới. Có lẽ phải cho rằng là đây là một trong những hội thảo rất là hiếm hoi, mà với một cái chương trình văn nghệ đấu tranh với cái mục đích để mà đồng hành cùng tù nhân lương tâm, thì Kiều Ngọc phải nhận thấy rằng là buổi tối chương trình hôm nay với số đồng hương đến ơn như thế này là một con số mà rất là hiếm hoi nhìn thấy ở nơi khác, đó là khá đông đủ so với lại những chương trình mình tổ chức ở những nơi khác. Cô chú và anh chị em biết rằng là với lập trường chính trị ngày nay, chúng ta thấy rằng là thật là khó khăn vô cùng trên cái hành trình này. Bởi vì ngày nay có muôn vàn chọn lựa, người ta có thể chọn lựa vui, buồn, đau khổ hoặc là hạnh phúc. Nhưng rất là oái âm thay rằng là chúng ta đã rời bỏ chế độ Cộng sản Việt Nam, chế độ độc tài, để bỏ nước ra đi tìm tự do. Nhưng có những con người rất đáng buồn là họ chối bỏ cái quyền làm người của người dân Việt Nam của mình bằng cách rằng là họ rất là sợ đứng bên cạnh lá cờ vàng, họ sợ không được về nước, và họ sợ và né tránh luôn cả hai từ chính trị, và luôn luôn trên đầu môi trong lưỡi của họ nói rằng là tôi không có thích làm việc chính trị và tôi không có làm những gì liên quan đến chính trị, cũng giống như là không biết gì về chính trị Việt Nam cả. Và đối với em mà nói rằng là khi mà bạn đã chọn lựa là tôi không biết gì về chính trị, thì chính bạn đã có một lập trường rõ ràng về chính trị, đó là bạn chối bỏ và chấp nhận chế độ Cộng sản Việt Nam rồi. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn những lời thật lớn của quý vị ủng hộ Trần Kiều Ngọc cũng như phong trào thế giới giới trẻ vì nhân quyền. Không biết quý vị nghĩ sao, nhưng tôi rất là hãnh diện ngồi đây với hai người bạn có chiều cao hết sức đặc biệt này của chúng ta. Quý vị hiểu lầm tôi rồi, thưa quý vị, quý vị hiểu lầm tôi rồi. Đại đế Napoleon đã nói như thế này: chiều cao của một người không nên tính từ gốc chân lên đỉnh đầu của họ, mà tính từ trái tim của họ lên tận trời xanh. Ở đây hai người bạn tôi, cái niềm rất lớn với đất nước quê hương, họ có một chiều cao rất là đặc biệt, đến nỗi những người khác nhìn họ phải nhìn lên, đúng quý vị.
một lần nữa cảm ơn Kiều Ngọc và Việt Khang. Gửi lời cảm ơn đến mọi người. Trước khi Việt Khang gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị, thì nãy giờ chỉ có nói tâm tình và kể những cái câu chuyện. Còn bây giờ Việt Khang muốn chia sẻ với tất cả quý vị về những cái việc làm sắp tới của Việt Khang, thì mong rằng là được cái sự yểm trợ cũng như là được cái sự bảo trợ của tất cả quý vị. Quý vị lên trên YouTube và tìm kiếm là search cái Việt Khang Music. Ở trên đó Việt Khang có đăng những cái bài nhạc mới có và cũ làm lại có. Là những cái bài nhạc đó quay và hòa âm cũng như là thâu thì nó cũng sẽ tốn những cái chi phí. Nói chung là những cái bài nhạc đấu tranh. Thì Việt Khang sẵn mượn nơi đây cũng kêu gọi quý ông bà cô bác liên lạc về địa chỉ email vietkhangmusic@gmail.com để mà Việt Khang muốn quý vị đồng hành với Việt Khang bằng cách là bảo trợ cho những cái bài hát sắp tới mới của Việt Khang. Việt Khang chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chúc sức khỏe và gặp lại quý vị. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi và hòa thoại của quý vị với Việt Khang và được sự cảm ơn. Kính thưa quý vị, qua phần hội luận vừa rồi, chúng ta thấy là con đường